Xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã trở lại kênh hai chồng mình nha. Thì mình về hôm bữa giờ cũng lâu rồi mà chưa đi vòng vườn của cô ba, nhưng mà chưa có tham quan hết, tham quan kỹ nha. Giờ mình sẽ dắt cả nhà đi tham quan vườn của cô ba nha, gồm có những gì nha. Đằng trước sân nhà của cô ba thì có trồng rất là nhiều bông mùi giờ luôn cả nhà ơi. Ở đây thì nó đã nở rồi nè, giờ này thì nó muốn tàn rồi nha. Giờ này thì cũng hơi trưa rồi. Bông rất là đẹp luôn. Nào là bông trắng nè, bông màu vàng, rồi màu hồng, rồi màu tím nữa nha. Rất là đẹp luôn á. Còn bên đây là nguyên một bụi hoa cúc luôn. Khu vườn cô ba có rất là nhiều thứ. Đây thì có dây bí, và mình phát hiện được là dây bí có được mấy trái luôn nè. Đây, bí này là bí tròn nha, bí gỡ á. Đây, bên đây được con trái nữa nè cả nhà. Một trái, hai trái, ba trái, có một dây hay là mình không biết một dây hay mấy dây nữa. Rồi được ba trái. Wow, cái cây ớt, ớt quá trình trái luôn. Cái ớt này gọi là ớt siêu trái luôn rồi, ớt này là ớt sừng nha. Trồng ở chỗ này cao hay sao á, quá chừng trái luôn nè. Ở dưới mình cũng có, mình trồng trên chậu, nó cũng rất là nhiều trái giống như thế này nè. Mà cái ớt của cô ba nhìn đã quá. Ớt này chắc khoảng ngoài 100 trái luôn á. Wow, bên đây cô ba có trồng đậu phộng nữa nè. Nè, lần sau về là sẽ có đậu phộng ăn nha. Cô ba trồng hai luống luôn. Đã quá. Mình cũng rất thích trồng cái này mà mình chưa có cơ hội mình trồng nè. Mốt về xin giống của cô ba về trồng. Ở đây cô ba trồng cải bắp nè, mà nó chưa có ra bắp nha. Nó còn bé bé lắm. Có một bắp này nãy mình thấy nó mới bứt bứt nè. Nó sắp bứt rồi. Trồng được mấy chậu luôn. Cũng khá khá lắm nè. Bắp này nó bứt to rồi nè. Còn đây là vườn rau của cô ba nha. Ở những clip trước thì cả nhà cũng đã thấy vườn rau của cô ba rồi. Ở đây thì có ngò rí nè, xà lách rất là tốt luôn. Ở đây thì có cải ngọt nữa, cải ngọt nay bị sâu ăn rồi. Wow, ở đây thì có đồ thơm nữa nè, quế. Cái này là quế, trâu quế nha. Ăn hết rồi, ăn nhiều quá rồi cho nên nó tàn rồi. Đây, những trái, những con heo rồi, dây nó sao tàn luôn rồi. Sao cái dây của nó rủ xuống luôn rồi nè. Mà dưa này già nha cả nhà. Nó thơm mà có trái nào chín nó thơm luôn rồi. Đây để mình thăm thử rồi. Dưa này dưa gan dài. Đã quá. Dưa này nó dẻo lắm nè. Ôi trái này nó mịn rồi. Nó hồi hái vô. Còn ở đây là cải đắng. Bên đây có nguyên vườn bắp luôn. Đây ba của Kem đang phụ ông nội. Hello. Đang phụ ông nội gầu chim ha anh. Bắt mấy con cò mấy con chim à. Nó ăn cá dưới đây nè, cho nên là bây giờ phải giăng lưới lên. Anh bên đó là gì anh? Đậu gì anh? Này đậu đuổi, đậu cu ve. Wow. Hai loại đậu. Mà chưa có trái. Có bông rồi nè. Khu vườn cô ba thật là thú vị, rất là nhiều lưới luôn. Đây bắp. Cô ba kêu ra coi thử coi có không, hái vô nấu ăn. Bắp này bắp chắc bắp nếp quá. À, ở đây Dũng có rau hôm nè, đây là rau húng lũi nha. Vườn của ba quá chừng luôn, có đây cây măng cụt nữa nè. Cây măng cụt còn bé, cây măng cụt này tới Kem nó ăn được là có rồi nè anh. Bữa về thì cô ba có bứt rau bắp á, nấu nước uống cũng mát lắm. Thơm nữa. Hello ông ba. Dạ mẹ, cái này ngược ra đi vô đó bị ngứa đó. Hello. Ngược ra đi, nãy ba vô đó bị ngứa nè. Ủa nãy ba vô đây hả? Ừ bị ngứa. Ôi vậy đi ra. Để hơn hồi ẩm Kem nó ngứa. Bây giờ đi giáp vòng tham quan khu vườn của cô ba nè. Ba xong chưa? Không rồi. Đợi ba nè. Đi vòng đường đó đi. Đó. Đi nó mới giáp. Ông nội đẳng à. Ở đẳng có trồng gì? Cái đó còn muốn. Rau muống với gì nữa, ổi luôn hả? Ở đây nổi ở trong ổi luôn hả? Vườn nó dày quá nha. Còn ở dưới đây là rau nhút nha, mà cá nó ăn hết trơn rồi. Ăn cùi hết rồi. Xong rồi đó rau nhút hết rồi đó. Với lại mùa mưa nữa nè. Với nuôi cá là không có trồng rau được. Có ốc nữa kìa anh. Anh ơi, hồi hái mấy con heo rồi đi, nó héo dây luôn rồi. Nhưng mà già hết rồi còn gì. Hỏi cha hết rồi.
Cái này nhúng nước. Cái trái này được rồi nè. Cái trái này nó muốn mềm rồi nè. Ôi trái này húi luôn rồi. Rồi húi luôn rồi cả nhà ơi. Dục xuống cho cá luôn nha. Trái kia bứt luôn đi. Ổn quá. Bứt trái bự nó luôn đi em. Nguyên con heo. Trái đó chừng hư luôn á. Chưa. Lật đọt nó đi. Lật ngang cuốn đi, đứng đi. Đứng đi. Mà cái dây này cũng hết được rồi mà anh. Còn cuốn được không? Dây này hết rồi. Hồi hư ổn quá mà cái này hỏi cha hết rồi. Thu hoạch con heo của cô ba. Ở đằng này có mấy con heo nữa nè. Hân hồi đi vòng tới đi vô. Nó đi vòng bên kia kìa. Bỏ đây nha, hồi ba lại ba đem nha. Dính nó vô luôn, dính lại đây mà. Đây. Con heo này giờ mình đem thì mình ngâm nước nó đi. Wow, ở đây nè. Có cây này cái gì anh? Khoan anh. Cây này cây mít. Giống cây bông mai quá vậy. Cái này cái gì ta, một cây không biết nè, để ngồi hỏi cha. Đây thì cây đô đủ nè. Cây đó cây nhãn nè. Nhãn nè, nhãn gì đô. Nhãn tím. Chứ không biết nhãn gì luôn đây nữa. Đây cây nhãn tím. Đây cây nhãn tím nữa. Cái này với cái đó giống nhau, không biết cây gì nữa. Chút mình hỏi coi. Giống cây bông quá ha. Ừ, cây bông. Cây này là cây... cây vú sữa hoàng kim. Vú sữa hoàng kim hả? Sao vú sữa mai ca? Hoàng kim á. Cái lá đó là lá vú sữa hoàng kim. Và những cây ớt xinh xinh như ở video trước thì mình có giới thiệu với cả nhà rồi. Thì để anh xả nước vô cái, anh dắt đi thông qua một vòng. Đây là cây xoài Đài Loan hả? Có cái chữ ghi dưới. Đây. Đây, có chữ luôn, xoài Đài Loan. À, bên đây là có cải cải đắng nữa nè. Wow, bên đây trồng rau tiếp rồi đó hả? Bên kia ăn chưa xong, ở đây trồng rau nữa rồi đó ha anh. Bên đó có cây măng cục nó kìa, mấy cây măng cục này mốt kem nó sẽ ăn được. Bưởi nè. À, cây chuối nè, rồi cây dừa nữa nha. Dừa thì ba ăn. Cây măng cục thì kem ăn. Có bưởi nữa nè. Khu vườn của ba rất là nhiều. Có bông hả? Phải là bị gầy á, có bông. Nào. Nè. Gầy. Đọt, đọt non mà. Đọt non, đọt non mới ra. Nhãn này nhãn gì không biết. Trời ơi cái lá này giống như là được điêu khắc vậy cả nhà. Cái gỗ. Một cách rất là đẹp luôn nha. Yeah. Cô ba với ông nội giống khu vườn vui vẻ, nông trại vui vẻ quá. Anh đây, mình sẽ review cho cả nhà xem. Đây là một cây cải ngọt, nó sống nó khô lập ở giữa một đám bùn lầy, một sao bãi nó? Bùn lầy. Có thể là gãy hột nó bay á, nhưng mà nó sống được, muốn nó sẽ rất là bự luôn. Đây giới thiệu cả nhà biết cái gì không? Đây là cái ổi. Ổi ruby ruột đỏ. Cả nhà đi trong vườn nó dày quá, cha tiễn ra đây bớt. Và mai mốt cô ba sẽ lấy những cái ổi này để cô ba làm siro ổi để gửi đến những ai yêu thích nước gì? Nước siro. Siro ổi. Cái măng cục nè. Mình măng cục trồng nhiều ha. Đây đi nhãn nữa nè. Ở măng cục hơi nhiều quá, cha trồng cái này măng cục nhiều. À. Măng cột, nhãn, nói chung là có nhiêu đó. Với ổi. Để mình coi có cây gì lạ lạ nữa mình quay cho cả nhà xem nha. Cái này hôm bữa ba xé nhãn nó để dưới gốc để mốt không biết cây xài gì. Wow, cái gì vậy? Dưa gan hả? Dưa gan. Một dây dưa gan ở giữa rừng, giữa đầm bùn lầy. Đây có một trái một duy nhất của dưa gan này là nó vậy đó hả anh? Thì dưa gan là dưa gan dài lắm á. À, cái kia thì nó tròn quay nó cũng xanh rồi từ từ nó vàng đúng không? Ừ. Nè cái này cái na nè. Phải na không? Có bông luôn rồi nè. Cái... mắng cầu á hả? Ừ, mắng cầu. À, tự nhiên anh nói trái na cái tự nhiên em giật mình em không biết cái gì. Rồi anh giới thiệu sót rồi nè, cái này cái gì? Cái đó cái gì ta? Cái này là cái gì? Có tem dưới gốc không? Không. Cái này cái gì lạ quá. À. Cái hai gì? Cây không biết tên rồi đó. Có khi nào cô ba trồng cây đều không? Không biết luôn. Cái này biết nè, cái này là cái bơ. Ủa sao nó còn có cái còi không vậy? Không biết hay là cái bơ làm sao mà vậy? Cái bơ làm sao mà giờ còn có cái cọng không à? Phải cây bơ không ta? Không biết nữa nghe. Giống cây bơ á. À chắc nó bị gì mới cắt ngang đây quá ha, là người ta tạo như vậy đang tạo tàn vậy nó. Ngộ quá hen. Đây cây na đó nè. Cái mắng cầu. Ở mình kêu là mắng cầu ta, đúng không? Ừ, mắng cầu ta. Đây, bụi chuối già, biết là chuối già nha. Mốt nó thấy một cây vậy đó chứ mà mốt là nó nhảy ra rất là nhiều luôn. Chuối già, chuối sáp. Chuối già. Chuối sáp lá nó chuối. Đây, cái gì không biết mình nữa nè. Ở đây cái không biết nữa nè. Sao nhiều cái nó giống giống nhau á.
Còn có trồng mít nữa. Cái này là cái mít. Ủa anh, nhưng mà cha trồng những cái cây này nó, em thấy nó còn nhỏ thì nó hưa đó, nhưng mà nó lớn lên rồi nó cái tàn nó bự quá rồi sao? Theo anh nghĩ là còn cái chiều này. À nó cái chiều bờ. cái chiều giữa của cái bờ này hả? Với lại cái thằng này thì cái tàn cái này cái gì ta? Cái mảng cầu. Mảng cầu. Cái tàn nó dây qua dây lại đi. Rồi mình tạo cho nó ha. Trồng luôn nè. À. Chứ em thấy trồng cái chiều đó nó khít quá ha. Anh không có hỏi cha thử hả? Trồng nữa nó bít luôn rồi sao? Chắc giống anh nói á, cha nghĩ nó chắc cha trồng vậy cho nó ngã ra ngã vô á. Giống như mấy cái dừa ở dưới em vậy đó, nó nghiêng qua nghiêng. À là cha chưa trồng dừa. Còn dừa nữa. Dừa là khoảng cái măng cục là một cái dừa nè. À dừa trồng bờ bao. Chứ mấy cây này là toàn những cây lâu năm không hả? Cha trồng từng cô ba. Đây là cái mít ở dưới mình có trồng nè em. Ừ. Cái mít gì? Cái mít mù sầu riêng á. Mít tú nữ. Tú ngựa. Ừ, mít tú ngựa. Không biết nghe. Tú ngựa mình không có trồng. Trong đám này có một cây, hai hoặc hai cây gì không biết. Măng cục này cỡ chừng kem ăn cứng luôn rồi là sẽ ăn được cái này. Cỡ chừng 3 năm là có trái. 3 năm là cái măng cục có nhưng trái. Nhưng mà nếu như mà mình chăm chút tốt quá nha, là 3 năm sẽ có trái. Trong ngoài tảng là mau lắm. Ở đây thì có cái mương bờ bao nữa. À, bắp là trồng tới cuối bờ này luôn. Ở trong bắp thì có đậu bắp nữa. Ôi đậu bắp dạ cống luôn kìa anh. Đây cả nhà ngay tay mình chỉ nè. Đây. Ở trong cái bờ đó ông nội cũng có trồng măng cụt nữa kìa. Wow, măng cụt mới mốt em sẽ ăn rất là nhiều. Bên này nè, đi vòng qua bên này. Về chôm của cô ba. Cái này mít gì không biết luôn. Mít trái bự của em, mít thái gì vậy? Mít đỏ hả? Mít thái đỏ. Ơi bên bờ bên đó cha trồng bắp nữa kìa. Như kiểu cha trồng là bờ này ăn hết xong là dừa hết là bên kia sẽ có tiếp theo luôn á cả nhà. Trồng vậy mới có ăn chứ ăn hết cái này xong rồi mới trồng lại nữa thì nó rất là lâu luôn. Lâu quá. Cho nên là sẵn đất còn trống trồng luôn. Wow, đất vườn nhà kế bên có một cây chanh. Đất vườn kế bên là trồng chanh nha, toàn bộ là chanh luôn nè. Ôi chanh này không biết chanh gì mà quá chừng trái luôn nè cả nhà ơi. Chanh này không biết chanh không hột hoặc chanh gì anh nhỉ? Chanh không hột, chanh không hột mà quá trời trái luôn. Cũng có giá lắm á, chanh dạo này có giá lắm á anh. Wow, đây. Cây này là cây cốc. Chưa gì mà nó đã có bông rồi nè. Cây cốc chút xíu chiều chiều luôn. Không biết trồng cha trồng cốc này là cốc hái hay là cốc ấy anh? Cốc kia, cốc cậy. Trời đất ơi. anh ơi, cái này cốc thái hay cốc cậy mà anh nhỏ xíu. Cốc thái hay sao? Ừ. Cây lùng mà trái nhóc á, mà sao mới đây nó có trái rồi. Đâu có cây sao đâu. Trái được rồi. Cây này cũng cứng. Ừ, đâu có sao đâu. Trời ơi, nó ra nhiều trái lắm á, cốc thái thì nhiều trái. Cái mà thứ anh thích nhất ở trong vườn này là cây này. Sầu riêng. À, cái dâu tầm ăn kìa. Cây có sầu. Trái không? À. Dâu tầm ăn kìa. Đâu phải dâu tầm ăn. Cái gì á? Ủa dâu tầm ăn. Cái dại. Ủa không phải, gai nhiều quá. Gai nhiều quá. Cái gì mà gai quá trời luôn. Này là của vườn kế bên rồi cả nhà. Ở cái dừa tí xíu mà có trái có lưỡi mèo. Có lưỡi mèo rồi. Mà đâu có trái đâu. Giờ lưỡi nữa là có trái rồi. Cạnh cây sầu riêng thì có một cây xoài và một cây dừa nữa nha. Nói chung là mỗi cái thì ông nội trồng vài cây. Đây 3-4 cây, 4-5 cây sầu riêng gì đó. Wow, gá muống này sầu tỏi mới ngon nè anh. Ăn không? Cái gì kiểu sao ăn nè? Ăn không? Anh ăn không? Em ăn được không? Dao thiên nhiên mà. Ồ, đọt. Dao đâu có xịt thuốc, đâu có gì đâu đúng không? Ừ, thấy nha. Thấy được không? Của cô ba không? Ờ, của cô ba có để cô ba làm gì không? Làm lý không? Đi mời nó ra cái mới được rồi. Ôi. Cái cọng này bị đột biến. Cọng rau muống nè. Cọng rau muống bị đột biến. Hai thân nó nhập một. Wow, rau muống này là dạng rau muống nước nè cả nhà. Ở dưới nước cho nên là nó rất là tốt luôn á. Ở dưới cá nó ăn mất đỏ hết trơn rồi kìa. Ồ, cái cọng rau muống kìa. Trời ơi. Ha. Mày bị đột biến. Cậu nghe muốn thấy nóng lạnh chưa? Cá bơi bơi dưới nước nè. Nó có bù lại không? Nó có cái con này. Nè. À,
cái điêu hồng. Đó 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 đó. Cá lại. Mình tưởng đâu đồ ăn chứ gì. Ơ vậy mình hái vô mình xào tỏi được không? Hái giờ luôn á, lại đi dám vòng đi còn quay lại. Mình hái luôn đi. Hái luôn hả? Ờ mình đi vô luôn. Wow. Có bữa bà nội có đem hũ chao nữa là đúng đúng bài luôn nhưng mà em đâu ăn chao được. Nè anh hái đi anh. Ấy da. Em ngắt gì dài dữ vậy? Em uổng, nó non quá em uổng. Ăn cái đọt đỏ hay bị chọc bụng lắm. Wow, đã quá à. Rau muống nước thì chứ năng nó mềm lắm. Mấy cái đập như nước bị cay hả chị? Ừ, cái nào không ấy rồi hả? Hái ăn tốt hả? Nhúm chỗ này là ăn hết luôn rồi. Cô ba kêu đi, thấy cái gì ấy thì hái thu hoạch luôn đi. Nãy cô ba kêu thu hoạch hết mấy con heo mọi luôn. Mấy trái dưa gan à. Ôi, ăn chút xíu nắm rồi đó. Đã quá à. Ăn sau lưng anh còn mấy đọt luôn kìa. Em hết cái đó. Em phụ hái không? À để hái cho. Anh hái đúng, anh hái cho chanh là đúng rồi đó, hồi lật lật rau hả? Lật rau xong rồi chà tay là đúng rồi đó. Rau này là khỏi bỏ lá luôn. Ở mình ăn mà khỏi bỏ lá luôn, mình thấy cái lá nó mới có nhiều chất dinh dưỡng nha. Trời ơi nó ngon. Em ơi. Ừ? Cái vườn rau muống này nó đột biến hay vậy, nó bự quá. Ờ cộng nào cũng lấy cũng nó bự. Như con trâu. Như con trâu luôn á. Wow, ở đây quá chừng luôn nè. Đúng rồi, anh hái trái chanh anh xin chú hàng xóm là đúng rồi đó. Ngồi nhớ cho em kỳ ké nha. Lật cái ông uống là không có cái này, hồi lật cái tay lên thình lùi. Wow, mình bước mới có một chút xíu mà nè cả nhà. Nó eo luôn, siêu siêu non luôn á. Giờ nó bò muốn giữa lít luôn. Cũng không đủ anh vòng qua bên kia nữa rồi. Thôi được rồi. Vô này là cả nhà ăn bữa cơm chiều luôn rồi đó. Đây nè em, nó bò lên giữa lít luôn nè. Được chưa anh? Được rồi, anh vòng qua kia. Mình xào đó, đâu nữa, bên kia. Mình xào một chảo đi. Chứ nói gì chứ cái này nó dễ xèo xuống. Cái này nó dễ xèo xuống lắm. Nè anh. Wow. Thiếu hoàn toàn tô đột nè, cả nhà. Đã chưa, non eo luôn. Đồ này đột dược không luôn, siêu ngon non. Ở đây có trồng cây mận nữa nè. Mận này mận chắc cũng mận gì đây nè. Rồi lùng nữa nè. Không biết tiếp. Củ lùng nữa nè. Vừa không gọi ở dưới đem về nè. Dạ hả? Ừ, nó lớn vậy rồi hả? Đây, bữa hẩm. Ở dưới mình đem về trái chưa có lên mọng. Ông nội ương lên mọng rồi nè. Nay cao luôn rồi. Cũng mau quá ha. Nay mới có mấy tháng đâu. Nào ha. Sao cái dừa nó lại đỏ đỏ ta, giống dừa là giống dừa lai. Ủa giống dừa gì ta? Dừa dừa sim hả? Không lẽ chạy nghe ra như dừa lai. Ai biết đâu. Không gọi lấy dừa sim mà sao cái nó đỏ, đỏ đỏ vậy? Không biết luôn. Cái gì anh? Cái chôm chôm, ủa sao cái này đột biến nữa rồi? Cái chôm chôm mà cái lá nè. Cái khu vườn ông nội cái gì không? Cũng đột biến hết. Để hồi vô hỏi nội coi chứ phải cái chôm chôm không? Kìa, đăng ký ăn cây nữa kìa. Đăng ký ăn cây chôm chôm nữa kìa. Ủa, cái này cái đột biến nữa nè. Nó là tại đất tốt. Không biết đâu, cái thành này thành lá găng rồi. Thứ lạ quá. Vô. Quá đây. Vô rửa làm cơm rau. Chiều. Giờ có cần ăn cải gì không? Bên kia cả quá chừng nhưng mà mình ăn rau này trước đi. Phía xa xa là cô ba đang làm gì nè cả nhà. Ngay đây, ngay tay mình đang chỉ đây. Hello cô ba. À, bên đây cô ba có trồng khoai mì nữa nè. Khoai mì này chắc khoai mì kẹo quá. Khoai mì gì anh? Khoai mì này cô ba mua. Mì kè. Mua mạng hả? Mua mạng này. Khoai mì chứ? À, khoai mì kè hả? Yeah. À, khoai mì củ vàng hả cả nhà? Khoai mì kè. Là cái củ nhỏ 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 mà ăn nó sượng sượng á. Nó màu vàng á đúng không? Sượng á. Nhà cô ba có trồng bông mùi giờ với hoa đồng tiền đó nha. Wow. Chào Kem. Kem thích bà nội ổng rồi. Chơi với nội hả con? Ba mẹ đi đâu hết trơn rồi, bỏ thằng nhỏ nè. Đi đâu hết trơn rồi, bỏ thằng nhỏ ở nhà với bà nội nè. Chơi với nội nha. Chơi nội nha. Mẹ với ba đi đi tham quan nhà cô ba coi. Đi một vòng nữa coi. Giờ mình sẽ đi ra sau nhà. Ôi cái này làm hàng rào đẹp ghê á. Cái hy là hả? Hy là mọc đều ghê. Ờ, cái sake đó nè. Sake. Sake này đây chắc để nó ông nội về đi quá. Ê con ốc. Ốc hương. Ốc mà a.
Đây. Phía sau nhà cô ba một, có vườn thanh long. Ba cái trụ thanh long. Tương lai là sẽ có vườn thanh long nha. Ngay khu này. Đây, hai trụ thanh long. Bây giờ mồng tơi quá trời luôn. Mồng tơi này ăn mệt nghỉ luôn á. Cái này là mồi nấu lẩu ngọt cho mồng tơi. Trời, cái này một chu thanh long bự nữa nè em. Trời ơi, cái trụ này bự dữ à. Cái cục điện. Thôi đi ông ơi, ông buông ra đi ông ơi. Quê và cuối cùng thì hai vợ chồng mình cũng đã tham quan xong khu vườn của cô ba rồi cả nhà ơi. Khu vườn quá trời là cây trái luôn, ông nội trồng quá chừng luôn. Hiện cả nhà cỡ khoảng 3 năm nữa mới có trái nhiều nha, có mới có trái cây để ăn chứ bây giờ mới trồng à. Quá trời nhiều cây không biết, em không biết tên nữa. Thôi nó cây trái nữa. Chừng nào á cái vườn của cô ba có cây ăn trái nhiều nhiều nữa rồi hai vợ chồng mình sẽ review rồi lúc đó ăn sạch vườn của cô ba luôn nha cả nhà. Thôi hai vợ chồng mình xin kết thúc clip tại đây luôn nha cả nhà. Mong những ai yêu quý hai chồng mình cho hai chồng mình xin một like, một đăng ký kênh nha. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà, hẹn gặp lại.